Tuấn Bình, Phúc Vạn vẫn đang là những đường mồi ngắn. Đây là cơ hội Út Cá Chép. Cơ hội dứt lên. A Hưng rất hay thưa quý vị và các bạn. Chúng ta vừa nói đến Bamboo rất giỏi trong việc chơi bóng này và họ đã cho thấy được điều đó. Út Cá Chép truyền một đường truyền loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự của W Team. Chậm một nhịp thôi, thưa quý vị các bạn, Út Cá Chép đã chậm một nhịp. Nó đứng như này nè, thấy không? Nó đứng
đứng ngồi không nhìn thấy mình.